Chào các bạn đã quay trở lại với S Pro. Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một cái máy nén khí có dầu của Pegasus. Thì cái máy này là 330 lít, nhưng mà cái motor nó lớn hơn nha các bạn. Motor nó đến 15 ngựa lận. Thì cái bình này đa số là người ta sẽ sử dụng liên tục. Người ta cần có đảm bảo cái lượng khí cấp vô cái thiết bị, ví dụ như là cái súng xíu bù lông hoặc là phun sơn bắn đinh, thì là cần cái lượng khí liên tục như vậy thì cái con này có thể đáp ứng được cho mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về con này. Thì đây là cái tem nè các bạn coi nè, công suất nó là 15 ngựa, bình 330 lít và áp lực của nó là 12.53, lưu lượng khí nó đến 1.600 lít trên phút lận, rất là lớn. Rồi đây là motor nó 100% di động, rất là lớn nha các bạn. Đây là hộp điện 3 pha. Thì mình khi mình bắt điện 3 pha thì mình lưu ý là mình đấu điện để cho nó quay đúng chiều nha các bạn, theo cái chiều mũi tên nhà sản xuất người ta dán ở đây nè. Nếu mà nó quay ngược lại thì các bạn đảo lại hai giây giùm mình nha. Rồi đây là cái cụm đầu bơm. Thì là vì là 12,5 kg nên nó là cái mô đầu bơm hai cấp, hai đầu hút và một đầu nén. Lượng nhớt. Rồi thì ở đầu cái bình á thì làm cái cụm rờ le 3 van xả, và van 1/4, 1/2 và van 3/4 nha các bạn. Rồi đây là cái van an toàn đồng hồ, thì cái này là 12 kg nó sẽ tự ngắt và 9 kg nó bơm lại. Rồi thì tiếp theo là các bạn lưu ý là có một cái van xả nước ở dưới, van xả nước là dưới đây nè các bạn. Các bạn nhớ lưu ý là mỗi ngày khi cuối ngày chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta xả nước nó ra để đảm bảo cái lượng hơi sạch cho mình nha. Rồi thì ở đây cũng có một cái số lưu ý nhà sản xuất dán cho mình, đã mình nhớ lưu ý thì đọc trước qua, thì cái này tiếng Anh nhưng mà rất là dễ nữa. Thì cái lượng dầu ở đây nè, thì các bạn nhớ 500 lít thì 500 giờ các bạn thay nhớt một lần, thì là châm nhớt đây và xả nhớt đây. Cái lượng nhớt nằm trong cái chấm đỏ là ok nha các bạn, đừng có nhiều quá mà cũng đừng có ít quá, nằm ngay giữa là được. Rồi thì cái lọc gió thì các bạn cũng nên vệ sinh thường xuyên nha. Thì các bạn mở này ra thôi, lọc gió thì nó cũng đơn giản, mình vệ sinh thường xuyên á thì cái lọc của mình nó đảm bảo là nó lọc được sạch. Cái thứ hai là bụi nó bám ít thì mình cái lượng nén hơi nó sẽ đảm bảo cái công suất của mình. Rồi đó là cái máy nén khí Pegasus 330 lít 15 ngựa. Rồi xin cảm ơn các bạn.